Ngày hôm nay nhiệt độ bên đây là 35 độ ấy chứ. Buổi chiều nè, nhà cái phòng ăn nó nằm ngay hướng mặt trời lặn cho nên là còn cái nắng nè. Chói chưa? Mọi người có nghe cái tiếng ve kêu không? Y như là ở Việt Nam không? Ve kêu. Bữa nay là thứ năm rồi, ngày mai là thứ sáu. Ngày hôm nay thì không biết nấu gì ăn hết cho nên nó là sẽ đi ra ngoài ăn tối. Bây giờ là 7 giờ tối rồi đó mà trời vẫn còn rất là nắng. Ve kêu quá chừng luôn, mọi người có nghe không? Kêu ra rã luôn á. Y như là ở Việt Nam vậy đó, mùa hè mà. Cuối hè rồi nhưng mà vẫn còn rất là kêu, thấy nắng ghê chưa? Chói chang luôn. Hôm trước mình highlight tóc cái màu cũng hơi sáng cho nên là ra nắng có vẻ như là chói quá nắng quá. Sửa soạn xong rồi ra đây ngồi chờ sếp thôi, sếp lâu lắc quá rồi. Lâu lâu mới được đi ra ngoài một bữa, phải trưng diện vậy. Chứ bình thường ở đây toàn là mấy anh nông dân không à, với các bồ lão không à, lâu lâu có mới có được có dịp điệu một chút thôi. Mặc nguyên bộ đồ tím, cái đầm tím này mua mặc chỉ có đúng một lần thôi xong rồi cất tới bây giờ luôn á. Giờ mặc hồi lúc mua á, là có khoảng chừng 48 kg thôi, bây giờ lên tới gần hình như nếu chính xác là khoảng 52,5 kg á, cho nên cái tay nó bữa nay mặc vô nó hơi chật chật một chút rồi đó. Từ từ ổn định rồi bắt đầu khiêng cái máy tập thể dục xuống dưới tầng hầm á, tầng trệt á, rồi tập thể dục lại. Mấy hôm nay toàn là rút ở trong nhà không à, tại vì nhiệt độ nóng lắm, bên từ 32 cho tới 34 35 độ C lận, mình ra ngoài sẽ bị bắt nắng ăn nắng rất là nhiều. Xung quanh toàn là đồng không mông quạnh không à, đâu có cái cây nhiều cây để che bóng mát đâu. Cho nên là có tuổi rồi ăn nắng nhanh dữ lắm. Mà cái tuổi như mình bây giờ mà ăn nắng rồi bắt nắng rồi nha là nó sẽ bị thâm luôn á, nhất là những cái chỗ, những cái trên da mình, những cái vùng mà không 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 có đều màu á thì nên nó sẽ để lại vết thâm suốt luôn á, lâu dài không có sao không, ở đây đâu có cái biết làm sao mà trị, cho nên là cẩn thận nên đi ra nắng là không có chơi. Nóng đó, ở trong nhà máy lạnh chạy suốt cho nên là bước ra khỏi cửa là mình cảm giác được cái hơi nắng nó pha 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 vào mặt luôn. Phía trước á, tụi nhỏ nó đang chơi đá banh nữa đó. Nói thôn quê thì thôn quê chứ cũng không phải là trong vùng sâu vùng xa, cho nên mọi người thấy là bởi vì cái thuận lợi là nó nằm sát trường, cho nên là trong tuần ít nhất là cũng phải có từ 2 đến 3 ngày mấy đứa nhỏ nó tập nó banh ở cái sân banh ở trước nhà, thấy không? Phụ huynh á, thì mỗi người xách một cái ghế nó, xong rồi tới nơi cái đậu xe vậy đó, xong rồi bắt đầu bắt lấy ghế ra, bắt ghế đó ngồi. Mấy ông á, thì nhấm nhấp lon bia, mấy bà thì uống nước ngọt, xem con đá banh vậy đó, rất là bình yên luôn á. Đây là chắc đây nè, cỏ này cắt xong rồi đó chưa không. Có mình là một màu tím liệm đây, mấy phụ huynh bên kia toàn là áo thun sọt, còn một mình một màu tím liệm, một cây tím luôn.
màu tím liệm, cái tay ngắn quá cho nên là dơ ra không có được xa, không có lấy được cái view lớn. Chắc phải mua một cái cây selfie khác quá. Đi thôi, đợi sếp từ nãy giờ, sếp mặc quần mặc áo mà lâu hết sức vậy đó. Trong thị trấn này thì cũng nhỏ lắm, có khoảng chỉ 2.500 cho tới 3.000 cư dân thôi, cho nên nó là không có nhiều hàng quán để ăn đâu. Tiệm cà phê thì là không có nha, muốn cà phê Starbucks thì phải chạy xuống cái thành phố lân cận cách đây khoảng nửa tiếng, cho nên bởi vì đa số mọi người ở đây họ đều có máy pha cà phê ở nhà đó. Nhà hàng thì không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Hôm trước mình đã thử đi ăn một cái nhà hàng ở trung tâm của thị trấn rồi, thì nó thật ra nó chỉ là một cái quán ăn nhỏ nhỏ thôi, bán đồ Mỹ, và lẽ đương nhiên là không có bất kỳ một cái quán châu Á hay là quán món Mexico nào ở thị trấn này đâu. Mình nghĩ là như vậy, ít nhất là chết là cho tới bây giờ mình chưa thấy. Trong trường học của Haibin á, thì Haibin là học sinh châu Á duy nhất ở trong trường, cho nên mình không biết nữa, có thể không có chắc lắm, nhưng mà có thể là cái số lượng người châu Á chứ ở trong cái thị trấn này á, mẹ con mình là 3 người rồi nè, chắc cũng phải chỉ một trên bàn đếm trên một bàn tay thôi, mình nghĩ là như vậy. Trong trường tiểu học của Bo thì cũng không có. Bây giờ mình đang đi cái con đường này, đi ngang những cánh đồng bắp nè, bên trái là những cánh đồng bắp nè, nó hơi chói nắng một chút. Do you just want to go by Sonic and get something to go? Yeah, Sonic is fine. Yeah, that's really busy. Yeah, that's just busy. I mean, a lot of these people are probably golfing, but yeah. I'm sure the restaurant's pretty full too. Nó từng ấy người cho nên là thôi cắm đầu bỏ chạy thôi, chứ không thể nào, đã đói rồi mà còn vô đây chờ là không có chờ nổi đâu. Sân golf đẹp ha. Cho nên giờ thay đổi quyết định đi ra mua fast food ăn cho rồi đó. Be the same. Can we make the drink large size? Yes, you can. So let's do a large size cherry limeade and a medium, but on the other one just a lemonade, please. I'm sorry. Mặc đồ cho xinh đẹp để cuối cùng đi gọi thức ăn nhanh về ăn thôi. Chưa? Hả? Đói quá. Mày lấy gì vậy? Cái gì? Đi ra, tính đi ra sân golf ăn á. Mà cái sân golf đông người quá, cho nên là không có chờ. Đói nữa, cho nên là đi ghé ngang Sonic mua. Còn ổng bên ăn, ổng bên ăn cái này nè, cái đó cái gì đó không biết, mình thử đi. Hot dog đây.
Ăn đi. Ăn đi rồi ăn bánh bò nữa. Bụng quá à.